Molly sẽ được kính chào tái ngộ quý vị khán giả của The Saigon Post đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ, nơi chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất tình hình chiến sự tại Trung Đông, cũng như những chuyển động quốc tế đáng chú ý. Xin cảm ơn quý vị đã chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức mỗi ngày. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tiêu diệt một trong những nhân vật hàng đầu trong bộ máy sản xuất vũ khí của Hamas trong một cuộc không kích trong đêm. Quân đội và Sinbad nói rằng Mosin Abu Zina là một trong những nhà lãnh đạo sản xuất vũ khí cho Hamas và chuyên sản xuất vũ khí và hỏa tiện chiến lược chính quyền Israel cho biết ông ta là người đứng đầu bộ phận công nghiệp và vũ khí của nhóm khủng bố trong các hoạt động riêng biệt qua đêm IDF cho biết lực lượng mặt đất đã chỉ đạo một máy bay tấn công một đội hỏa tiện chống tăng của Hamas và một cuộc không kích đã giết chết một số thành viên của đội chịu trách nhiệm phóng hỏa tiện vào Israel Thưa quý vị, cảnh sát đã xác định được 843 nạn nhân dân sự trong vụ thảm sát. Cảnh sát cho biết chính quyền Israel đã xác định được hài cốt của 843 thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào miền nam Israel và công việc đang được tiến hành để xác định danh tính nạn nhân. Con số này tăng thêm 9 so với thông báo vào thứ hai. Vào cuối tháng 10, cảnh sát cho biết 826 nạn nhân đã được xác định danh tính, ước tính khoảng 150 nạn nhân còn lại trong 400 túi đựng xác tại trại Sura, nơi đang nỗ lực xác định danh tính người tử vong diễn ra trong một tháng. Một số hài cốt tại trại được cho là của những kẻ khủng bố. Các quan chức ước tính khoảng 1.000 thường dân đã thiệt mạng trong vụ thảm sát của Hamas cùng với khoảng 400 thành viên lực lượng an ninh. Theo tin tức của kênh 12 hôm thứ Ba, 25 người vẫn mất tích, nghĩa là không được xác nhận là đã chết hay bị bắt cóc. Trong đó có 15 người nước ngoài, được cho là chủ yếu là nông dân Thái Lan. Tờ Bangkok Post đưa tin 7 thi thể của nạn nhân Thái Lan sẽ được chuyển về Thái Lan vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, COGAT, cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các hoạt động về Palestine, cho biết hàng nghìn dân thường ở phía bắc giải Gaza hôm ngày 7 tháng 11 đã di chuyển về phía nam thông qua hành lang sơ tán nhân đạo do lực lượng phòng vệ Israel IDF quy định. Phát ngôn viên tiếng Ả Rập của IDF Avigai Adari cũng đã đăng video thông báo tuyến đường Salah adin đi qua Gaza City, nơi lực lượng này thiết lập hành lang nhân đạo, được mở cho người Palestine sơ tán tới miền Nam Gaza trong khoảng từ 13 đến 16 giờ ngày 7 tháng 11. Nếu các bạn quan tâm tới bản thân và những người thân yêu của mình, hãy di chuyển về phía Nam theo hướng dẫn của chúng tôi. Các chỉ Huy Hamas tự biết cách lo liệu cho họ, Adari cho biết. Cô cát sau đó đăng video cho thấy đoàn sơ tán di chuyển về phía Nam giải Gaza. Trong đó nhiều người mang theo cờ trắng và giơ tay lên trời khi đi qua một chiếc xe tăng Israel. Aman, người phụ nữ sơ tán về phía Nam giải Gaza hôm ngày 6 tháng 11 cho biết, đó là quá trình rất gian khó. Cô kể rằng xe tăng nổ súng ngay gần nhóm người sơ tán, sau đó binh sĩ Israel ra lệnh cho mọi người vẫy cờ trắng và giơ tay lên trời trước khi được phép đi qua. Một phụ nữ khác sơ tán khỏi khu Anjati ở phía Bắc giải Gaza hôm ngày 6 tháng 11 cũng kể lại hành trình đi về phía Nam Chúng tôi đi bộ trong sợ hãi, chúng tôi nắm chứng minh thư, dơ tay cao. Các binh sĩ IDF nổ súng nhưng không bắn vào chúng tôi, chúng tôi cứ thế tiếp tục di chuyển, người phụ nữ nói. Người này mô tả tình hình ở al rất đáng sợ khi nhiều người thiệt mạng. Quân đội Israel cũng thả tờ rơi ở khu vực này, kêu gọi dân thường sơ tán nên gần như toàn bộ cư dân al đã rời đi. Chính quyền Israel nhiều tuần qua kêu gọi hơn một triệu dân thường ở phía bắc giải Gaza di chuyển về phía nam khi IDF mở chiến dịch vây hãm Hamas ở Gaza City. Hàng nghìn người ở phía bắc giải Gaza làm theo lời kêu gọi, song nhiều người vẫn chọn ở lại do lo ngại tình trạng đông đúc, nguồn cung nước và thực phẩm ngày càng cạn kiệt ở phía nam. Nhiều người cũng lo ngại gặp nguy hiểm trên quãng đường sơ tán. Lực lượng vũ trang Hamas cáo buộc IDF khung kích các đoàn xe chở dân thường sơ tán, điều mà Israel phủ nhận. Israel trong đó cáo buộc các thành viên Hamas đang cố cản trở dân thường di chuyển về phía Nam. Khi tuyến đường Salah Adin được mở làm hành lang nhân đạo hôm ngày 4 tháng 11, IDF cáo buộc Hamas đã lợi dụng tình hình tấn công vào quân đội Israel đang làm nhiệm vụ mở lối sơ tán cho dân thường. Hành lang sơ tán được IDF thiết lập trong 10 ngày kể từ khi lực lượng này mở chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Các công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh đã đặt ra các hạn chế về việc cung cấp hình ảnh xung đột ở giải Gaza cho báo chí động thái diễn ra sau khi báo New York Times đưa tin về các vị trí xe tăng của Iran trong cuộc xung đột với phong trào Hamas hôm 19 tháng 10, dựa trên những hình ảnh vệ tinh được cung cấp. Theo trang tin tức Semaphore của Mỹ, từ cuối tháng 10, Planet Labs, một trong những nhà cung cấp ảnh vệ tinh, đã hạn chế quyền truy cập vào hình ảnh có độ phân giải cao, công cụ giúp hiểu rõ các hoạt động trên mặt đất của Israel. Tiếp đến, những người đăng ký mua dài hạn ảnh vệ tinh cho biết, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, Planet Labs không cung cấp bất kỳ hình ảnh vệ tinh nào có độ phân giải thấp hoặc trung bình về các diễn biến ở phía bắc giải Gaza. Planet Labs có trụ sở tại San Francisco và được các nhà khoa học cũ của NASA thành lập vào năm 2010, không công khai lý do những hạn chế này. Tuy nhiên, theo một người quen thuộc với vấn đề này nhận định rằng, các hình ảnh vệ tinh thương mại về cuộc xung đột đã khiến các quan chức an ninh Mỹ lo ngại. Người đã lưu ý mức độ chi tiết trong các trường hợp như câu chuyện trên New York Times ngày 19 tháng 10, với những hình ảnh cho thấy các vị trí xe tăng của Israel ở Bắc Gaza. Massa Technology, một đối thủ cạnh tranh của Planet Labs, cũng công bố các hình ảnh vệ tinh có độ trễ thời gian đáng kể, làm tăng thêm thách thức trong việc thu thập thông tin theo thời gian thực từ khu vực xung đột. Tình huống này trái ngược với việc họ sẵn sàng chia sẻ hình ảnh tương tự về lực lượng Nga ở Ukraine. Thời gian qua, nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh Planet Labs và một số đối thủ cạnh tranh đã cách mạng hóa việc đưa hình ảnh về chiến tranh và thảm họa. Họ cung cấp cho công chúng quyền truy cập những hình ảnh có độ phân giải cao mà đến gần đây chỉ các cơ quan tình báo chính phủ mới có. Đó là những hình ảnh và thông tin chi tiết hấp dẫn nhất về cách cuộc xung đột đang diễn ra trên thực địa giúp các nhà báo, nhà nghiên cứu và những người nghiệp dư có thể theo dõi mọi diễn biến trên các chiến trường một cách chi tiết. Thưa quý vị, lục quân Mỹ đề nghị quốc hội phê duyệt 3,1 tỷ đô la để bù đắp kho dự trữ đạn pháo 155 ly cạn kiệt do viện trợ Ukraine và Israel. Trợ lý Bộ trưởng lục quân Mỹ phụ trách mua sắm Doug Bush hôm ngày 7 tháng 11 nói rằng khoản chi bổ sung trên nằm trong gói viện trợ 106 tỷ đô la mà Tổng thống Joe Biden đề xuất và đang được quốc hội Mỹ xem xét. Một nửa số tiền sẽ được dùng để mua đạn pháo 155 ly, phần còn lại đầu tư vào hiện đại hóa hoặc xây mới nhà máy sản xuất đạn tại các bang như Texas, Tennessee, Virginia và California. Ngân sách sẽ giúp mở rộng dây chuyền sản xuất đạn pháo, củng cố nền kinh tế Mỹ và tạo thêm việc làm, ông Bush nói. Một số khoản chi trong gói viện trợ 106 tỷ đô la cũng sẽ dành cho mở rộng dây chuyền chế tạo những vũ khí khác, trong đó có tăng sản lượng hỏa tiễn Patriot xuất xưởng hàng năm từ 550 lên 650. Mỹ và đồng minh đã chuyển hơn 2 triệu quả đạn pháo 155 ly cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, đồng thời cung cấp hàng chục nghìn quả đạn trong kho dự trữ khẩn cấp cho Israel. Truyền thông Mỹ hồi đầu năm đưa tin, Ukraine đang tiêu thụ đạn pháo nhanh hơn năng lực sản xuất của Mỹ và các quốc gia thành viên NATO. Điều này khiến ngũ giác đài phải đóng vai trò trung tâm trong tăng năng suất chế tạo đạn pháo. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hồi tháng 7 thừa nhận kho dự trữ của Washington đang thiếu đạn pháo 155 ly và có thể mất nhiều năm để bổ sung kho dự trữ đến mức chấp nhận được. Từ tháng 2 năm 2022, ngũ giác đài đã chi 2,26 tỷ đô la để các nhà máy quốc phòng tăng năng suất sản xuất đạn pháo 155 ly từ 14.000 viên mỗi tháng lên 20.000 viên. Năng lực này dự kiến sớm đạt mức 28.000 viên mỗi tháng với mục tiêu xuất xưởng tổng cộng 1 triệu viên đạn vào mùa thu năm 2025. Nhật Bản sẽ tăng thêm 4 vệ tinh để phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn và thảm họa, với vệ tinh đầu tiên được phóng ngay trong tài khoá 2023. Tờ Nikkei Asia ngày 8 tháng 11 đưa tin, Nhật Bản đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới vệ tinh thu thập thông tin lên 9 vệ tinh từ 5 vệ tinh hiện nay, nhằm tăng cường khả năng phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn. Nhật đang vận hành hai vệ tinh quang học có thể chụp ảnh màu bề mặt trái đất vào những ngày trời quang và hai vệ tinh radar hoạt động ngay cả khi thời tiết nhiều mây hoặc mưa. Vệ tinh thứ năm chuyển tiếp dữ liệu đến và đi từ trái đất. Cách bố trí hiện tại có thể chụp ảnh một vị trí trên trái đất tối đa 4 lần một ngày. Nhật đặt mục tiêu tăng con số này lên 8 ảnh mỗi ngày bằng cách mở rộng mạng lưới vệ tinh. Ban thư ký nội các đã đề xuất chi 75,5 tỷ yên, tương đương khoảng 500 triệu Mỹ Kim, để tăng cường năng lực vệ tinh trong dự thảo ngân sách tài khoá 2024 tăng 13 tỷ yên so với ngân sách ban đầu cho tài khóa 2023. Vì có thêm các vệ tinh sẽ cho phép Nhật theo dõi chặt chẽ hơn các khu vực cụ thể, phát hiện nhanh hơn các vụ phóng hỏa tiễn của Triều Tiên và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác. Các vệ tinh cũng có thể được sử dụng để đánh giá thiệt hại do thiên tai và lên kế hoạch di tản an toàn hơn cho công dân Nhật khỏi các khu vực xung đột tất cả các vệ tinh này sẽ có thể liên lạc qua vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu, cho phép chúng truyền dữ liệu khi không ở trong phạm vi phủ sóng của trạm mặt đất. Chỉ có hai trong số các vệ tinh của Nhật hiện đang ở trên quỹ đạo có khả năng này. Nhật cũng sẽ cung cấp hệ thống mặt đất để điều khiển các vệ tinh và phân phối hình ảnh, nhằm mục đích tăng cường khả năng phân tích hình ảnh tại trung tâm tình báo vệ tinh nội các và những nơi khác. Nhật cũng có hệ thống vệ tinh Quasi Genic, phiên bản GPS của nước này và đang nỗ lực tăng cường năng lực hơn nữa, bao gồm thông qua hợp tác với Mỹ về mạng lưới các vệ tinh nhỏ hoạt động cùng nhau. Từ quý vị, ngành chăn nuôi cừu tại Úc đang trong giai đoạn khủng hoảng khi giá thịt xuống thấp khiến nhiều nông dân phải mang cừu đi cho các nhà sản xuất thức ăn. Giá cừu già hơn một năm tuổi giảm 75% trong năm qua. Bloomberg ngày 8 tháng 11 dẫn lời nhà phân tích nguồn cung toàn cầu Tim Jackson của công ty Meat and Livestock Australia cho biết. lãi cừu già có giá trung bình chỉ 34 đô la Úc, khoảng 535.000 đồng một con vào tháng 10, và có một số báo cáo cho rằng có nơi được bán với giá chưa đầy 1 đô la Úc. Người chăn nuôi đang bị lỗ nặng do chi phí thức ăn và vận chuyển vượt xa giá bán. Chưa đầy 3 năm trước, thưa quý vị, giá thịt cừu tại Úc cao ở mức kỷ lục. Hiện tượng khí hậu El Nino khiến thời tiết khô và nóng hơn, các đồng cỏ bị thu hẹp và dẫn đến việc có thêm cừu bị đưa đi mổ thịt. Nhiều lò mổ đang hoạt động hết công suất, kế hoạch loại bỏ dần việc xuất khẩu cừu sống của chính phủ còn gây thêm lo ngại về tình trạng dư chung. Ông Andrew Spencer, chủ tịch hội các nhà chăn nuôi cừu Úc cho biết, một số nông dân đang không nhận lại được gì và khi chất lượng cừu càng giảm, họ buộc phải mang đi cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc bang Tây Úc có thông tin về việc một số nông dân buộc phải giết cừu, gợi lại ký ức đau lòng về giai đoạn thập niên 1990 khi họ phải tiêu hủy cừu với số lượng lớn, theo Hội Nông dân Tây Úc. Đài ABC dẫn phân tích của các chuyên gia cho hay, có nhiều yếu tố dẫn đến việc tục giá như nguồn thịt cừu đông lạnh toàn cầu còn nhiều, công suất có hạn của các lò mổ, các đồng cỏ biến mất do cháy rừng và khô hạn hay lệnh cấm xuất khẩu đang lơ lửng của chính phủ. Cuộc khủng hoảng ngành chăn nuôi cừu đã gây ra những ý kiến bất bình từ các nhà chăn nuôi, khơi mào chiến dịch kêu gọi chính phủ từ bỏ kế hoạch cấm xuất khẩu cừu sống sang Trung Đông, mở chương trình ưu đại thị thực cho người lao động trong mảng nông nghiệp. Trong khi đó, giá thịt cừu bán lẻ lại không giảm theo mức phù hợp. Hôm ngày 6 tháng 11, Woolworth Group, một trong hai chuỗi siêu thị lớn nhất của Úc thông báo, sẽ giảm 20% giá 26 sản phẩm thịt cừu Úc sau những chỉ trích giá bán lẻ không giảm đủ nhanh. Và cuối cùng là một tin không vui đối với Việt Nam thưa quý vị. Reuters vừa tiết lộ Intel đã hủy kế hoạch đầu tư mở rộng tại Việt Nam vì họ tỏ ra lo ngại về sự ổn định của nguồn cung điện và tình trạng quan liêu quá mức. Cơ sở sản xuất tại Việt Nam là một trong những cơ sở lớn nhất thế giới của Intel về lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Trước đó, Việt Nam mong đợi rằng Intel sẽ mở rộng công suất sản xuất, nhất là sau khi Tổng thống Joe Biden công bố các thỏa thuận hỗ trợ ngành công nghiệp chip Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 9 năm 2023. Việt Nam muốn trở thành một lựa chọn thay thế cho Trung Quốc và Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung leo thang. Tuy nhiên, không lâu sau chuyến thăm của Tổng thống Biden, các quan chức Mỹ thông báo rằng Intel đã hủy bỏ kế hoạch mở rộng dựa trên nguồn tin thân cận. Nguồn tin này cho biết Intel đã đưa ra quyết định trên vào tháng 7 năm 2023 nhưng không nói rõ lý do. Một nguồn tin khác có tham gia vào hai buổi họp giữa các công ty Mỹ và quan chức Việt Nam cho biết Intel tỏ ra lo ngại về sự ổn định của nguồn cung điện và tình trạng quan liêu quá mức một trong hai cuộc họp này diễn ra ở hà nội vào tuần trước và có sự góp mặt của phó thủ tướng trần lưu quang khi được hỏi về kế hoạch trên intel từ chối nhận định nhưng nói rằng việt nam sẽ tiếp tục là phần quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu của chúng tôi khi nhu cầu về thiết bị bán dẫn ngày càng tăng việc intel thay đổi quyết định sẽ là đòn dáng vào tham vọng của việt nam trong việc đóng vai trò lớn hơn trong ngành sản xuất chip bán dẫn toàn cầu Trước đó, Việt Nam đã cố gắng tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất chip, mong muốn thu hút các công ty đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ. Quyết định của Intel được đưa ra sau khi ông lớn ngành chip công bố các khoản đầu tư lớn vào châu Âu vào tháng 6 năm 2023. Cùng tháng này, Việt Nam lại gặp tình trạng thiếu điện và khiến nhiều nhà sản xuất phải tạm thời đình chỉ sản xuất. Bên cạnh đó, Intel cũng đang mở rộng đầu tư đối với mảng đóng gói chip tại Malaysia, một trong những đối thủ chính của Việt Nam ở Đông Nam Á. Trung Zek, đối tác tại công ty luật Baker McKenzie tại Việt Nam nhận định, bạn không thể khăng khăng cho rằng vì Intel đã đầu tư vào đây nên họ sẽ đầu tư nhiều hơn nữa. Hồi tháng 2, Reuters đã đưa tin Intel có ý định mở rộng đầu tư vào Việt Nam và khoản đầu tư có thể trị giá khoảng 1 tỷ đô la. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối bản tin. Molifa xin được kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và quý vị hãy nhớ bấm vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.